Nhờ bộ phim Vườn Sao Băng, Ngô Kiến Hào vụt sáng thành một trong những ngôi sao hot nhất làng giải trí châu Á vào những năm 2000. Tuy nhiên, nếu so với các thành viên khác trong F4 thì Ngô Kiến Hào lại bị coi là kém sắc và ít nổi tiếng nhất. Giờ đây, sau 20 năm kể từ ngày phim lên sóng, Ngô Kiến Hào đã có cú lột xác ngoạn mục, trở thành người có sự nghiệp thăng hoa nhất F4, khiến ai nấy không khỏi ngưỡng mộ. Sự nghiệp phim ảnh của Ngô Kiến Hào thuận lợi hơn rất nhiều so với đồng nghiệp. Năm 2001, khi tham gia một cuộc thi nhan sắc, anh lọt vào mắt xanh của ekip Vườn Sao Băng và được chọn để vào vai Mỹ Tác trên màn ảnh. Nhờ vậy, nam diễn viên đã gặt hái thành công vang dội ngay từ tác phẩm đầu tay. Mặc dù có ít đất diễn nhất trong F4, bao gồm Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên, lại có phần lép vế hơn về nhan sắc, nhưng Ngô Kiến Hào vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi với lối diễn xuất tự nhiên. Sau Vườn Sao Băng, Ngô Kiến Hào tiếp tục đóng phim, thậm chí còn được đề cử cho giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Tượng vào năm 2004 nhờ bộ phim Thiếu Niên A Hổ, được khán giả công nhận tài năng diễn xuất. Song song với sự nghiệp phim ảnh, nam diễn viên tập trung phát triển mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 2006, Ngô Kiến Hào từng bắt tay với nam ca sĩ xứ Hàn Kanta, trở thành bộ đôi Kanta and Vanessa đình đám khiến cả châu Á si mê. Là ngôi sao đình đám một thời, Ngô Kiến Hào khiến không ít bóng hồng phải siêu lòng. Trong đó anh có hai mối tình nổi tiếng nhất là Từ Nhật Tuyên và cuộc hôn nhân lắm thị phi với kiều nữ Singapore Aris Sachel. Từ Nhật Tuyên và Ngô Kiến Hào nên duyên nhờ một lần hợp tác viết nhạc chung. Cặp đôi nhanh chóng trở thành kim đồng ngọc nữ của làng giải trí. Vậy nhưng chuyện tình cảm của cả hai nhanh chóng tan vỡ vì Từ Nhật Tuyên bất ngờ rẽ hướng chuyển tới Nhật Bản một thời gian. Tuy nhiên tới mối tình tiếp theo với tiểu thư Singapore Arisa, báo giới mới có nhiều để khai thác. Ngô Kiến Hào và Arisa Chow quen biết từ năm 2006 khi cùng quay chụp MV và nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau. Được biết, Arisa là ái nữ của lãnh đạo cấp cao thuộc tập đoàn truyền thông lớn nhất Singapore, là nàng bạch phú Mỹ thứ thiệt với cuộc sống xa hoa, sang chảnh hết nấc. 7 năm hẹn hò, cả hai chẳng ngại ngần khoe những hình ảnh thân mật lên mạng xã hội, trở thành cặp đôi trai tài gái sắc, được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Bản thân Ngô Kiến Hào từng chia sẻ, anh là người theo đạo Cơ Đốc và có cùng chung quan điểm với bạn gái giàu có là muốn giữ cái ngàn vàng vào đến ngày kết hôn để trao tặng sự thuần khiết cho nhau. Năm 2013, Ngô Kiến Hào và Arisa Chow tổ chức hôn lễ thế kỷ ở Los Angeles, chính thức về chung một nhà. Cứ ngỡ cặp đôi sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc bền chặt vì đã trải qua chặng đường gắn bó dài lâu trước khi nên duyên vợ chồng. Thế nhưng thực tế, chỉ một năm sau khi chung sống, tình cảm của họ bắt đầu rạn nứt không ngừng lục đục với nhau. Dù vậy, khi trả lời phỏng vấn, Ngô Kiến Hào luôn mạnh miệng rằng cuộc hôn nhân của anh vẫn vẹn nguyên, hạnh phúc. Vợ chồng Ngô Kiến Hào từng khiến giới truyền thông phải tốn bao giấy mực khi khẩu chiến dữ dội trên mạng xã hội. Người ám chỉ chồng là cái tệ bạc, kẻ phản bác cho rằng vợ đang nói nhăng nói cùi. Kiều nữ Singapore từng chia sẻ, anh ta gạch tôi, vợ của anh ta ra khỏi cuộc sống của mình từ rất lâu rồi. Mỗi ngày anh không còn có ý định gọi điện thoại cho vợ chứ đừng nói gặp mặt. Thật ra anh ta chỉ là kẻ đạo đức giả. Bạn bè của Arista cũng ra vạch mặt kể tội cựu thành viên F4, tiết lộ 5 tội lớn khiến mối quan hệ của cả hai đi vào bế tắc bao gồm dịp lễ Tết quan trọng không trở về nhà, thoái trăng hoa qua lại với những cô gái khác, Arista phải tự chi trả tiền máy bay khi muốn theo chồng đi công tác, cãi nhau không bao giờ nhận sai, trước truyền thông nói sai sự thật về mối quan hệ của hai người. Mặc dù Ngô Kiến Hào ra sức phủ nhận những lời cáo buộc nói trên, nhưng vụ lùm xùm này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của nam diễn viên Vườn Sao Băng, khiến anh bị gắn mác là gã đàn ông tồi tệ trong mắt cộng chúng. Tới năm 2018, Ngô Kiến Hào và Arisa quyết định đường ai nấy đi sau 5 năm hôn nhân, 4 năm cãi vã. Được biết, chính Mỹ Nam Vườn Sao Băng là người chủ động 2 lần đệ đơn ly hôn. Lý do Arisa không đồng ý ly hôn là bởi đối với cô, chuyện kết hôn là điều vô cùng thiêng liêng. Cô không muốn vượt mất hạnh phúc một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sau 5 năm bên nhau, nàng tiểu thư đình đám của Đạo Quốc Sư Tử đã ký tên trả lại tự do cho cả hai sau nhiều lần níu kéo nhưng không thành công. Thời điểm cả hai mới ly hôn, truyền thông Hoa ngữ liên tục đưa tin về lý do vì sao cả hai dùng dằng tới 5 năm mới dứt được nhau ra. Theo luật pháp Singapore, cặp đôi phải sống ly thân, tách biệt nhau liên tục ít nhất 3 năm thì mới được xem xét việc ly hôn. Chính vì vậy, hồi cuối năm 2017, Ngô Kiến Hào đã đệ đơn lên tòa với lý do ly thân với vợ 3 năm, nhưng Arisa không đồng ý ký vào lá đơn đó vì nhiều lý do. Mãi tới lần thứ 3, Arisa mới chịu ký đơn. Sau cuộc hôn nhân lắm ồn ào thị phi, Ngô Kiến Hào từng dính tin đồn tình cảm với nàng ngọc nữ nước tiếng một thời Trương Bá Chi khi cùng hợp tác trong bộ phim Nếu Như Yêu. Tuy nhiên có vẻ như họ chỉ coi nhau là bạn bè thân thiết mà thôi, chẳng hề có ý định tiến thêm bước nữa. Giờ đây, Ngô Kiến Hào chưa công khai hẹn hò với bất cứ ai khác. Anh tập trung vào việc phát triển sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống bình yên bên người nhà. Nam diễn viên họ Ngô vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí, góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh, chương trình truyền hình và phát triển nhãn hiệu riêng do anh sáng lập. Trong khi các thành viên khác của F4 đều chìm dần trong showbiz hay thay đổi, Ngô Kiến Hào vẫn được khán giả hết mực yêu quý quan tâm. Đáng chú ý, Ngô Kiến Hào liên tục được mời tham dự các show truyền hình lớn. Năm 2015, nam diễn viên trở thành một trong 4 vị giám khảo của chương trình Asia Got Talent.
Mới đây, anh còn góp mặt trong show truyền hình ăn khách Mặt nạ Vũ Vương, chinh phục khán giả bởi khả năng vũ đạo đỉnh cao. Không dừng lại ở đó, nam diễn viên đình đám ngày nào còn xây dựng cho mình một thương hiệu thời trang cực kỳ đình đám có tên XXL. Những mẫu giày liên tục sold out hết hàng từ Á đến Âu chứng minh sức hút của cái tên Ngô Kiến Hào là không hề nhỏ. Giờ đây, Ngô Kiến Hào trở thành nhân vật có sự nghiệp, tên tuổi ổn định nhất nhóm nhạc F4. Sự chăm chỉ và vươn lên bằng thực lực của nam diễn viên Vườn Sao Băng khiến ai cũng phải bất ngờ. Cuộc sống đời tư của Ngô Kiến Hào vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, ở tuổi 43, một mẫu F4 trở thành một trong những nhân vật ấn tượng nhất nhì làng giải trí xứ Trung với màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục so với thời điểm cách đây 20 năm.